Ui ui, quá ai nhìn nè ba, các bạn nhìn thấy gì không? Thấy ốc. À, đây là quá trời ốc quá bà ơi, giờ tối nó lên ăn nè các bạn. Biết sao không? Mình giật cái ba cái dao, ba cái đồ xuống khách tối nó lên ăn. Quá trời luôn các bạn ơi. Có sao nó bồ vậy mà? Đâu, đâu? Mèo. Đó hả? Không, mình thấy tới đây quá trời rồi. Ở quay đâu nữa trơn, quay đây thôi cho các bạn coi đủ rồi. Ui, ui, nó ăn nữa các bạn. Hôm nay mình quay cho các bạn coi thôi, mình khỏi bắt nha. Nhiều quá. Nhiều quá các bạn ơi. Đâu? Giờ nó nhủi nhủi. Nhủi nhủi. Con này đang ngủ. Đang ngủ hả? Hả? Bắt nó quăng vô trong các bạn ơi. Hôm nay mình không bắt nó đâu, mình cho nó vô trong nha. Để đây đó nó ăn hết đồ rau của mình. Đó, mình cho nó quăng vô phía bên trong. Chị ở đây gác á. Nó ăn hết rau của mình. Nó ăn hết của mình nè các bạn ơi. Để hôm nay cho nó. Ừ, để hôm nay nè các bạn. Quăng cho nó vô trong á. Cho nó vô trong á. Ôi giời, tôi nghiệp. Không, mày để cái đó đóng cỏ mà. Thôi. Nó gớt còn nó chết luôn bây giờ. Trời ơi, quá trời luôn các bạn ơi. Môi ra quá trời quá đất. Ốc mẹ, ốc con gì quá trời nè. Đó, mình bỏ nó qua đây các bạn đó. Ở đây nó ăn cây của mình hết rồi các bạn ơi. Nó vô. Cái này mình không bắt nó đâu nha, mình Tết mình về rồi mình không bắt nó các bạn. Nó vô. Nó vô đây. Con này bự nhất. Ôi, ui nè các bạn. Đừng có bỏ vô đây đó. Đừng có bỏ. Con im để cho mẹ nói chuyện với cho nó đang ăn rau đó các bạn. Ồ, nhìn nó ăn rau nè. Không được. Nó ăn đi. Ngậm lại rau luôn. Nó ăn đi. Bỏ nó vô trong cho nó ăn, cho nó sống trọng. Con nó đang ăn rau của mình hết à. Ốc con nữa. Ốc con rồi để đi. Trời luôn nè các bạn. Ai chị con bây giờ cứ giục nó. Chết sao? Thì mày im để mày quay cho các bạn coi mà cứ nói hoài để mày quay cho các bạn coi. Biết không? Con cứ nói vậy hoài. Quay cho các bạn coi thì la la lên YouTube nó tưởng đâu. Ủa đây nè các bạn, đây nè. Nó nhiều lắm các bạn. Ừ. Mình bỏ qua đây nha các bạn. Tối cái này lên vậy á. Ăn rau của mình hết trơn. Thôi bắt như đây thôi. Chừng nào mình thấy nữa mình bắt nữa các bạn. Tới đây thôi nha các bạn. Mốt ra bắt lên cho các bạn coi nha.